chào cô chú anh chị đã chăn nuôi bánh tre. Hôm nay lên bò được kem của chú anh chị. Được kem này của lứa lứa bò ha. Tầm 7 tháng 7 rưỡi bò rồi. Đó rất là lực, rất là ngon. Bò là ú đẹp cực kỳ luôn. Giờ mời cô chú xem nội dung, thế cả nghĩ mua thì liên hệ cho em ha. Trước mặt chúng ta ăn đực nè. Con đực này chiều cao đo giữa lưng là 1m1. Đó. Mà đo không sao là 1m19 nặng cô chú anh chị. Đó. Được kem F1 ha. Tàn luôn, sát luôn. Quá tấn nè. Đít nè, cô chú gì cái đít nó thắt thăng đít không? Này. Con mày con này là bong bong vậy là do dính dính nằm nó dơ chứ cô chú chị, anh chủ nhà anh tắm nó dơ anh cạo ha. Nó lụng lông cái bong bong vậy không phải mà sầm gì hết nghe chú chị. Được kem. Đó. Chân cẳng là không có bú ốp xe xuống lúng xuống lụt gì hết. Chân móng đẹp ha. Chân trước là cái gì chân sau. Dậu dậu à. Đây. Lưng là đi lưng đôi nha. Đó. Đít nè, hát thằng đít thôi. Chân cẳng của chúng vậy, đứng thẳng rẳng ha. Không có bố ốp xe xuống lúng ruột gì hết. Rồi. Lưng đây lưng da là vuông bò không bò lưng lắc lực ha, lưng da là lắc lực đít nè, đít là đít hay rồi bản đít đụng đùi không đúng vậy kem ha. Đó. Lưng da lưng đó nè cũng có vậy, thấy lưng đâu. Đó, lưng dài vuông bò ha. Lưng dài là vuông bò luôn. Đó. Rồi, hiện bò này anh chủ nhà anh bán giá là 19.500 bao ship ha chú anh chị. Đó. 19.500 bao ship. Cô chú anh chị nội gần xa ưng ý mua được liên hệ cho em. Giá 19.500 bao ship cho cô chú anh chị về tới nhà ha. Rồi kem lắc lật chân cẳng rồi. Con này cô chú chị mình nuôi là khỏi phải chơi con nào luôn. Giá tiền là 19.500.000 bao ship. Thì cô chú anh chị thấy cái tầm này mua được ưng ý mua thì liên hệ. Nó bò lắc là lật bò ha. Dài đất là vuông bò. Đó. Lắc là lật. Nha. Rồi, giờ hình ảnh em gửi đầy đủ cho cô chú anh chị mình hết lên, mong cô chú anh chị mình thấy được cái giá ưng ý được mua liên hệ cho em ha. Đó, bò thông đo không sao là 1m19 rồi. Ấu bò hay chú anh chị. Đít nè. Làm gì quỷ. Hình ảnh hôm nay em lên một mẹ con ha. Mẹ Gu xin con là con cái kem. Thì mẹ đang ôm con lứa thứ ba ha. Con được 3 tháng tuổi, con là cực kỳ ú, mẹ đang mát sữa. Con ú ha chú anh chị.
đó, mẹ chân cẳng, mẹ con chân cẳng hoàn thiện, không có bú ép xe xuống lúng một gì hết nha. Hiện có mẹ chịu cam đo giữa đo hôm sau là 1m33 bò đó. Chân cẳng mẹ là đứng thẳng lẳng ha, lúng chuyền luôn của chú anh chị. Lông da mẹ diễn nhừ ha. Đây chân trước là cái gì đó, chân xương sống khỏi mấy chơi ha. Ok, xương nó khá là to, chân sau là cũng vậy đó, đúng nè. Đây bầu vú nè ha, sấy đầu sấy lưng nghiêm chỉnh nha chú anh chị. Đó, sấy đầu sấy lưng của chú anh chị thấy không, sấy đầu sấy lưng nghiêm chỉnh. Ăn uống là thật đấy ha. Con con à, con con u nụ nút luôn, con con 3 tháng tuổi, con cái kem đây cũng đúng yến nè. Con con là F1 ha, sau này mình để giống sinh sản luôn cũng được luôn của chú anh chị đó. Mình mua mẹ con về làm giống luôn ha. Thì bộ mẹ con này anh chủ nhà anh bán giá là 23 triệu bao ship đó cho cô chú anh chị mình ha, 23 triệu bao ship. Còn mẹ thì em bao lòi đơm là trong vòng là 3 tháng nha cô chú anh chị, mẹ đề đạm nha. Đó, con đít nè, thấy không? Con cũng vuông bò, nó đít dai rồi, đầy đạm ha. Chân cẳng nè cô chú anh chị. Đó, con được 3 tháng tuổi nè. Cái kem F1, sau này con này mình nuôi mình giống luôn ha. Mẹ đít nè cô chú anh chị, đít nè ha. Đít bản đùi là đầy đặn bò ha. Đó. Đó thì bộ mẹ con giá là 23 triệu bao ship cho cô chú anh chị mình về ha, trong vòng 200 km đó. Thì mong cô chú anh chị mình thấy được giá ưng ý mua liên hệ cho em. Chân cẳng nè, thấy không? Mẹ con đó. Rồi về hình ảnh cũng gửi đầy đủ cho cô chú anh chị mình hết, tầm mong của chú anh chị mình thấy được cái giá này ưng ý mua thì liên hệ cho em ha. Con nè, con rất là ú bò nha. Mà không phải nói hay kiểu mẫu rất là đẹp. Thằng này đang con lứa thứ 3. Đó. Thì cô chú chị nào thấy ưng ý bộ mẹ con này thì liên hệ cho em ha. Giá là 23 triệu bao ship. Cô chú chị em luôn. Con 3 tháng tuổi nha, cũng tầm 1m bò rồi. Đi lên xuống dưới ha, đối với không sao vậy. Rồi giờ hình ảnh em gửi đầy đủ cho cô chú anh chị hết, em mong cô chú anh chị ưng ý được giá này thì mua liên hệ với em ha.